Tiền tao chưa có. Khi nào có, tao gọi. Nhầm được, tôi tin vào trí nhớ của mình. Trên đời thiếu gì người giống nhau, nhầm là chuyện bình thường. Trước là sau quen, cạn ly. Không thể nhầm được, anh chính là người cứu tôi. Nhưng sao em không nhận? Sao lại tỏ ra không biết tôi? Rốt cuộc anh là ai? Thái độ của anh hôm nay rất khác cách mà anh nhìn tôi. Sao mâu thuẫn vậy? Hình như nó là thằng Hùng nhỏ ở trại Xuân Lập, mới ra tù tháng trước đấy. Mày coi kỹ đi, lỡ nó mà là thằng cớm là chết mình đó. Tao có ông anh cũng nằm trong trại Xuân Lập ấy, biết rõ thằng này cớm gì mà cớm, dù cồn đấy. Mày nói ai? Ông anh của tao từng chung buồng với nó. Okay. Sao lại cả phong bì kìa? Thôi cậu cầm về đi, tôi không nhận đâu. Con anh. Tôi chia sẻ với con anh thẳng thắn luôn. Một mình con anh có giúp được đâu. Mà lại còn quan hệ người này người nọ, chỗ này chỗ kia nữa. Đúng rồi. Mà các cụ có câu rồi. Không tiền thì không phiền được ai đâu nhé. Sao? Có tin ở Hương Hòa chưa? Ừ. Để cho chắc ăn, tao tính thế này này. Cầm miệng, lên xe. Đi,